Vâng, bây giờ mình đang nấu cơm các bác nhé. Cơm trưa, bữa nay chuyển vị trí mới rồi. Chuyển vị trí thứ hai rồi các bác ơi. Anh em đang đi câu, mình bây giờ tiến hành nấu cơm để anh em về là có cơm ăn nhé. Vâng, mọi người, bây giờ mình sẽ đi hái rau rừng để xí mình về nấu canh với cá. Mình đi dọc xem khu vực này xem thử có cái món gì ăn được không mọi người. Vâng, bên này mình phát hiện có một cái đọt, và cái này là cây móng ngựa, cây này ăn được, nấu với cá để mình hái nha. Đây, xíu mình rửa sạch này. Đây là cây móng cái rồi, và đặc biệt ở đây là có môn thục, mình cũng hái luôn nhé để xíu mình nấu canh. Bên đây không được to nha. Đây môn thục này, khi mình nấu canh với cá, mình có cái gì vào rừng là ăn đồ rừng á, gặp chi ăn nấy á. Gặp chi mình ăn nấy, bứt cái nấy á. Mình đi hái rau rừng là chỗ cái khe này có cái thác, cái nước đẹp lắm. Đây núi rừng mênh mông. Mình đang đi hái rau rừng đó mọi người. À, vâng các bác, bây giờ mình tiến hành mổ cá. Đây là cá pô mi, được 2 con này. Pô mi mình kêu là cá trò. Đây cá con cá trắng to, và đây cá nheo. Mình tiến hành mổ cá này để nấu ăn nhé.
Đây là ít rau rừng mình đi hái lúc nãy. Rồi nó không có các bác ơi. Bây giờ mình rửa sạch để mình nấu cái cá. Cái này là mình phải rửa sạch cái lụa đó mọi người. Rau, mấy cái rau trong rừng này không có luôn ở nhà. Ăn mấy cái rau rừng như thế này là rất là sạch. Cái này cá lá với cá đọt mình cũng ăn được nhé. Tàu lá với lá đều ăn được hết. Cái này là môn thục rừng. Đấy, như vậy một nhắm thôi, nấu với cá thôi để có mùi thôi. Môn thục với cái móng ngựa đi tìm hoài mà không có, mà khu vực rừng này rất là hiếm. Rồi bây giờ tiến hành nấu cơm canh. Nấu canh nha cả nhà nhé. Nấu canh chờ anh em đi câu về. Đây, cho ít dưa phụ. Ít dầu phụ, rồi mình sẽ cho cá vào, dầu cá nha. Đây là lòng của cá phẩm mi nha. Lòng cá phẩm mi, này có nghe rừng. Đây mình mới pha cà phê. Mọi người thấy ly cà phê đậm đặc, mời cả nhà làm ly cà phê vừa nấu cơm mình uống cà phê nhé. Có ngon, tỉnh táo. Rồi. Cho ít muối. Cho mì chín. Chờ cá nó sánh lại rồi mình đổ nước, rồi sau đó mình tiến hành mới bỏ ít rau nha. Hấp dẫn chưa cả nhà ơi? Sống trong rừng núi mà trải nghiệm mọi người nhé, đi trải nghiệm trong rừng núi.
xuống rồi. Không, mình lại lội đi kia quên từ tỉnh đồng tôi cá đồng mình thả theo nước. Không, mà băng cái kia ghé vừa một bên vừa cầm chú cá luôn á. Hả? Ai biết đi xuống chi nó mà? Đi xuống chi nó? Đi xuống chi nó rồi. Đó làm gì con không thấy con mới đi về đấy. Hai lần lên cây khe đi đi câu mấy cá. Có hy vọng câu đêm rồi. Đắng nhiều lắm. Ban ngày cũng không ăn mấy. Mới đi tối đi, đi câu đêm đi nơi xem thử. Các bác đang phơi cá. Xách cá nha. Hôm nay chiều hôm nay như vậy thôi. Chuyến đi của năm anh em một chiếc xe tăng bên đây thất bại nè cả nhà nhé. Đây anh em đã rời qua lán trại mới rồi, vị trí mới. Vâng mọi người, sau hành trình trải nghiệm trong rừng và thượng nguồn của Xuân Nam trong 24 giờ 2 ngày 2 đêm, nhưng mà không biết sau cho thời tiết lạnh như thế nào mà cá không ăn. Bây giờ trời gần trưa rồi, anh em sẽ hành quân thu dọn đồ hành quân về thôi cả nhà nhé. Những con cá khủng hôm nay là không có kỳ tích. Anh em cũng chào mọi người tại đây. Hẹn gặp mọi người ở chuyến hành trình dã ngoại trong rừng tiếp theo nhé. Và mọi người xem nhớ đừng quên ủng hộ cho mình một nút đăng ký đối với những bạn mới chưa đăng ký kênh. Đặc biệt bật chuông rung. Đồng thời chia sẻ trên Facebook của các bạn nhé. Để ủng hộ để mình có động lực tiếp tục hành trình tiếp theo. Đây mọi người thấy cảnh núi rừng, thiên nhiên, hoang dã rất là đẹp. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng mình nhé. See you again. Siêu hồi nãy đi dí con chuột mà há hơi chưa đựng con nó chặt đấy. Rồi mời cả nhà ăn cơm cùng năm anh em trong núi rừng nha. Trước khi ăn cơm mời các bác vô cái này cho ấm. Đây là bạn đụng nó cũng răng bóng lần đùm cái toan đây này, gió cá này cũng tới mùi gió cá nè cũng ho rồi bạn đồng quen này mong co đây có lên chấp na na mờ đây cái răng gọt bờ bạc hoắt tay. Không cảm giác hả? Đóng đá
sáng thì lòng nó to thế con nhẫn tắng có việc tăng vừa mai bốt thì vô đi cũng bung rồi tộc ra mắn giữa bực thì đúng không bung nhiều ngoài chơi tộc ra hả rưu đúng lắm. Nhiều thằng nhiên mà hơi điếm không cũng câu được không người dẫn không người dẫn không người dẫn bên Nam Giang vẫn có người thực nhàng được mặn bọt nó rắc luôn cam răng nó rắc thì cam đá kế bơi vô về địa bàn cái mắt thầy nhậu cũng bài mắt cái nhậu mà đồn đây đang được rất là tốt nhé. Đó là gọi là lỗi đặc biệt nhờ. Mày đang sốc lại. Cáo là nó thường thiên của cái phòng. Có linh hay có là?